đây là ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau nha các bạn. Đây là có cái hướng này là ra biển. Đây là sát bên biển luôn các bạn. Đây là cái ngã ba sông chợ Đất Mũi. Thì cái khu vực chợ này nó cũng nhỏ các bạn, không có lớn luôn. Sông thì có những cái con thuyền người ta đậu, người ta bán, như là cái chợ nổi các bạn, bán ra củ quả các thứ. Cũng bán đầy đủ nhu yếu phẩm, các loại vật dụng thường ngày, chợ hải sản, rồi bán rau củ quả. Ở đây thì các thứ hải sản thì đều rẻ nha các bạn. Điều có một cái là vấn đề rau củ quả thì nó hơi đắt, là do là vận chuyển đường xá xa xôi các bạn. Ra vấn đề ra củ quả ở đây nó hơi đắt. Tàu đậu 0001. Đây ăn gì nào Tấn? Ở đây tôi ăn này. Rồi bố ăn muốn đẹp không? Vô ăn đi Tấn, rồi ăn gì vô đi. Đây là vòng quanh chợ mũi các bạn. Giờ mình kiếm cái quán ăn.
quen rồi đó. Ghé chỗ kia thì nó chỉ có bán bún riêu thôi. Cái bờ, cái cầu tàu các bạn, mấy cái ghe xuồng đi chợ, người dân đi chợ người ta ghé, tàu bè người ta ghé. Bánh thịt nướng, bánh phẩm. Bạn không? Hả? À. Bánh ướt, bánh thịt nướng, bánh tằm, chùm chiên viên châu, bánh tằm xí mại hay không? Đây cái bánh tằm này các bạn, bánh tằm là cái bánh này nè. À, bánh tằm xí mại ở Cà Mau thì nghe nó cũng ngon, ăn thử nè. Xí mại với gì nữa không? Bánh tằm xíu mại các bạn, không có cột thịt nướng. Thì bánh tằm xíu mại thì cái miền Tây nó hay có cái món này các bạn. Bánh tằm ở Cà Mau này. Xí mại. Mình có thịt nướng nha các bạn. Rau, đậu phộng. Để ăn thử coi ngon. Chung là cái cọng bánh tằm thì nó giống như cái cọng bún nha các bạn, nhưng mà nó nhờ cái nước sốt của xí mại rất là thơm, và cái vị nó đậm đà. À, cái bánh tằm ở chợ Đất Mũi này thì nó cũng ngon các bạn. Tôi cũng có ăn nhiều chỗ như là ở Hậu Giang, Cần Thơ rồi nó cũng có cái món bánh tằm này, nhưng mà ăn nó hả? Ở cái huyện Long Mỹ, Hậu Giang các bạn, ăn thì nó không ngon bằng ở đây. Ủa, bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Cái món bún thịt nướng mà ăn không có ăn to ăn dĩa, giống như cái dĩa bánh tằm các bạn. Cái cọng nó thì nó nhỏ hơn. Ở Sài Gòn thì bún thịt nướng đó cho nó là mình cái to mà cái sợi bún nhuyễn. Rồi bún nó nhuyễn các bạn, do đó là nó mỗi vùng nó mỗi khác. Còn bún thịt nướng ở đây là cái cọng nó to. Nó khác cái cọng bún ở Sài Gòn. Nhưng mà đa số là nhuyễn. Sao cũng có xíu mại nữa hả?
như nước mắm cũng đúng. Rồi mời các bạn dùng nha. Chợ Đất Mũi này có một nhóm chợ nổi đây các bạn. Chợ nổi đây thì nó không phải là như chợ nổi ở Cái Răng, dạng như những ghe xuồng người ta đậu cặp bên này, người ta bán rau củ quả. Bán trên cái ghe xuồng các bạn. Dạng giống như cái cửa hàng cái sạp rau mà bán những cái ghe xuống.